Trang trại Dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh mang về cho trang trại Dế Thanh Xuân hàng ngày. Cái này cái bi hai cân rưỡi. Anh là 5 cân rưỡi không? 5 cân rưỡi là chỉ đi 2 trang trại Dế Thanh Xuân thu mua dế thương phẩm cho khách hàng ở các tỉnh gửi về cho trang trại Dế Thanh Xuân hàng ngày. Hỏi còn đi chơi rồi đấy, các cái bọn nó bán đồ mà.
ngày xưa lên mạng có hết gì đặt mua mang về được này. Cân này có em mua được có 200 mấy 300 mấy. Ở đâu anh nhỉ? Đâu nó chẳng bán. Trên đường đi về ấy. 30 cân. Đó. Trên đường anh đi về có anh đi qua Tam Trinh có mấy cái cửa hàng mà nó cứ đông 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 người đứng ấy. Mà nó bán nguyên vật liệu là bán vật liệu thì các thứ đồ thi lương đấy. Cân 30 cân hoặc là qua đi vào chợ Mai Động mua ấy. Chợ Mai Động mà trên đường anh về luôn đấy. Trên đường về tới gần tới Nha Chi đúng không? Đấy, chợ Mai Động đang hỏi vào chợ Mai Động ấy. Thế là gần tới nhà là có một cái chợ đấy ạ? À? Từ